Áo giữ nhiệt 39k còn giữ nhiệt 69k, áo khoác gió 99k chỉ có tại Zata. Truy cập ngay link mua hàng trên Shopee, TikTok, Lazada dưới phần comment để mua hàng các bạn nha. Xin chào mọi người đã quay trở lại với Phong Huấn Truyền. Như thường lệ, mọi người hãy để lại cho Phong một like nào. Hôm nay 29 tháng 10, đội bóng Mai Thanh Thúy đang thi đấu sẽ có trận đấu thứ 6 tại giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ và đối thủ đó chính là câu lạc bộ Zezen. Zezen sau 5 trận đấu, họ đã có được 1 trận thắng và 4 trận thua và hiện tại đang có được 2 điểm, xếp vị trí thứ 11. Còn với Koreboru, đội bóng đang có phong độ khá tốt sau 2 trận thắng liên tiếp ở 2 vòng đấu vừa qua. Đội bóng Thanh Thúy đang thi đấu sau 5 trận đấu đã có được 3 trận thắng và 2 trận thua và hiện tại đang có được 10 điểm và xếp vị trí thứ 6. Rõ ràng, xét về tương quan lực lượng cũng như phong độ hiện tại thì đội bóng Thanh Thúy đang thi đấu chính là đội bóng mạnh hơn. Gặp một đối thủ không quá mạnh tại vòng đấu này, hy vọng rằng Thanh Thúy sẽ được ra sân nhiều hơn. Từng vòng đấu trôi qua, người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam luôn chờ đợi Thanh Thúy sẽ được thi đấu nhiều. Mọi người cũng biết rồi, Thanh Thúy chưa hoàn toàn đạt thể trạng tốt nhất, vì vậy sẽ cần thời gian nhiều hơn để hòa nhập. Phòng tin rằng Thanh Thúy sẽ được thi đấu nhiều hơn trong thời gian sắp tới thôi. Mọi người cứ yên tâm nhé. Thời gian đầu thi đấu ở giải vô địch quốc gia Nhật Bản, Thanh Thúy cũng đã gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, dần dần sau đó, chị đã dần hòa nhập với đội bóng và có xuất đền chính. Thanh Thúy đã khẳng định vị trí tại đội bóng Nhật Bản. Hy vọng rằng đến Thổ Nhĩ Kỳ thì cũng vậy thôi. Trận đấu giữa Koreboru và Zezen sẽ được diễn ra vào lúc 22 giờ ngày hôm nay nha mọi người. Xem trực tiếp trận đấu này ở đâu đang là điều mà rất nhiều người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam quan tâm. Chúng ta đang đợi từng vòng đấu để chờ xem Thanh Thúy thi đấu. Theo Phong được biết, Việt Nam đã không có bản quyền giải đấu này. Tuy nhiên, mọi người hoàn toàn có thể theo dõi trên những nền tảng khác để Phong chỉ mọi người cách xem nha. Cách 1, mọi người có thể truy cập vào kênh YouTube TVF Volleyball TV để xem trực tiếp trận đấu. Cách 2, nếu mọi người muốn nghe bình luận tiếng Việt thì vô trong web Tập Cẩm TV để xem trực tiếp trận đấu nhé. Link xem trực tiếp trận đấu mình sẽ để ở phần comment nha mọi người. Ngày hôm nay 29 tháng 10, vòng đấu thứ 6 giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ còn có một số trận đấu khác như sau. Vào lúc 19 giờ sẽ là trận đấu giữa Aydin với Ajax Sebasi. 19 giờ sẽ là trận đấu giữa Thi và Besiktas. 21 giờ sẽ là trận đấu giữa Senior và Arakago. 21 giờ 30 sẽ là trận đấu giữa Fenerbahce và Galatasaray. 22 giờ sẽ là trận đấu giữa Barcelona và Vakibank. 22 giờ sẽ là trận đấu giữa Ninofer và Sigota. Và 22 giờ sẽ là trận đấu giữa Zezen và Koreboru. Mọi người nhớ lên thi đấu để cổ vũ cho Thanh Thúy và đội bóng nhà. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Mọi người hãy đặt mua hàng mà Phong Huấn Linh để ủng hộ Phong nha. Cảm ơn mọi người.